Xin chào quý anh chị thân yêu. Đang nói chuyện con ngày này thấy anh chị thấy em để tóc hợp lý không, dài đẹp đúng không? Cái này hay hai mái hợp không? Đúng, hai mái đẹp, hai mái để giống đang trường ngày xưa đúng không? Thôi để vậy đi, xù xù đi, đủ xù cho nó phong trần ha, nó phong trần hơn đúng không? Cô gái dễ, cô hoài không được không? Rồi hôm nay đầu tuần mình sẽ giới thiệu cho anh chị em một siêu phẩm như vậy nữa, rớt một cái thôi là thiệt đời cô lũ luôn, quá đẹp. Anh chị biết cây này là cái gì không? Chắc chắn là những người hay chơi đàn cao cấp sẽ biết. Maestro RF Sakurai Maestro RF. Quá đẹp. Nó có hai dòng Maestro, tức là Maestro mà làm của hệ nan của Kono là Maestro Sakurai Kono, còn cái này là Maestro RF là của hệ nan của Sakurai. Thì Kono là chú của Sakurai, mình đã nói rồi đó. Thì cây này là đứng đầu của Nhật Bản. Sakurai cũng có 3 cây. Cây này và cây BC và cây professional đó. Thì cây này đứng đầu đó. Có cái pencil nữa, ông đã lắm. Này để mình giới thiệu sơ qua về cái bộ khóa ha. Khóa nó làm bằng đá cẩm thạch cao cấp kinh khủng. Mặt thì Vân Sam là thương hiệu của là Sakurai Kono rồi. Mặt Vân Sam. Sau lưng lưng và hông là cẩm Lai Nam Mỹ hay gọi là gỗ hồng sắc Nam Mỹ. Hồng sắc Nam Mỹ. Loại gỗ rất là quý. Nó dày đặc, cái vân nó dày đặc luôn. Các bạn thấy cái vân của nó dày đặc luôn. Không? Kinh khủng không? Đặc biệt là tại sao là ông Sakurai ông để là Maestro RF. RF là cái ký hiệu của nâng cần này nè, là nó là nâng cần. Cái cần đờ này nó nâng lên, nó được nâng lên chút xíu ha. Chứ nó không có như bình thường ha. Các bạn thấy không? Ngay chỗ cái phím đàn này nó nâng khúc lên. Thấy không? Tức là để cho mình dễ bấm. Đây. Thứ nhất là để dễ bấm những ngăn dưới dễ dàng ha. Thứ hai nữa là làm như vậy á để cái độ cộng hưởng của âm thanh nó mạnh hơn, nó vang xa hơn, nó có lực. Thì cái cây này á, cái tiếng á, nó mạnh hơn cái cây Sakurai Kono, được cải tiến cái cần này và cái hệ nan này được cải tiến. Cây này là 2022 mà mình đặt một năm trời. Tiếng đã lắm. Tiếng. Là mình quay bằng điện thoại nha anh em, không quay bằng gọi là máy ảnh hay là với mic
tại vì mình quay điện thoại để cho mình nghe âm thanh nó thực, những cái đoạn cao cấp, thấy không? Ngủ quý mà không đẹp mà được. Tiếng bass nó đã lắm. Cần bằng phím gỗ mun à. Hai sọc bằng gỗ mun luôn. Đánh ở dưới nó dễ. Dễ hơn, thấy không? Bấm dễ hơn. Đánh cổ điển, cổ điển mình phải gác vậy, gác chân vậy nè, đó, mình gác chân vậy nó dễ hơn, đó, thấy không? Đánh nó mới dễ. Dễ hơn đúng không triệu à, hãy quên nó ra 225 triệu nha anh em, siêu phẩm mà đánh điểm hát cũng hay đó. Cái đời mà nó cao cấp thì đánh cái gì nó cũng hay. Thôi đây xu lòng mình về đi, vừa như mùa đông đã về. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông băng xe lòng. Xuân lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xót xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói buồn. Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đây xuống lòng mình về, vừa như mùa đông đã về. Nào. Vang, nghe nó vang giống như mình đang là ở trong cái lâu đài vậy đó. Đấy, nghe vang đã lắm.
nhẹ tay nữa. Mình quên nói với em chị, đợt này là mình bán đờn cao cấp á, mình có một chương trình là mình sẽ tặng cho quý anh chị một chai rượu vang à. Không, mình vừa đánh đờn mình vừa thưởng thức rượu vang à, nó có ý nghĩa nha. Cứ ai mua đàn cao cấp mình là mình sẽ tặng một chai rượu vang. Chai này chai rượu vang gì mình cũng không rành rượu nữa, nhưng mà mình thấy cái chai này bữa mình có uống uống với mấy ông anh đó là mình thấy ngon quá mình mua. Nói chung là nó vừa phải. Mình gỡ nó là gì đây, Sierra del Fuego. Cái này là rượu của Chile các bạn, Chile. Mình gỡ ra nhâm nhi này kia rồi ha. Vừa mà mình cầm đờn lên á, mình đờn một bài cổ điển hoặc là mình ca một cái ca khúc trữ tình nào đó, mình nhâm nhi một mình cũng được ha. Nhâm nhi một ly rượu vang ngon nhỏ đó. Nói chung là khi nào mà anh chị em mà đạt tới cái giới gọi là tự tâm sự một mình á, tự cầm đờn mà tự gọi là tìm hạnh phúc riêng cho mình á, là đạt được là cảnh giới của nghệ thuật rồi ha. Tức là mình chỉ đờn cho mình nghe thôi ha, mà mình tự 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 hạnh phúc luôn, tự sướng luôn. Cái này là của Chile năm 2018. Này mình không phải bán rượu nha, này mình tặng cho quý anh chị chứ mình không có bán. Cái này là gì nó ghi gì đây, này nó ghi giống nho vậy nè, mình không rành lắm nhưng mà chai này ngon. Đẹp ha. Đặt cái rượu đây, rồi cầm cái đờn à, mình rót một ly rượu xong mình cầm cái đờn mình nhâm nhi sướng à, uống rượu vang nó tốt, nó không có hại sức khỏe, uống ít thôi nha. Xin chào mọi người nha. Có gì có liên hệ với mình 0936 239 138. Shop đàn là địa chỉ 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Trung tâm âm nhạc Kim Em. Xin chào mọi người. Để cất đàn chứ không nó trầy một cái là nó chết luôn á. Cái đùa đó ạ. Đóng lại. Mình nó ẩu ẩu giống như bữa nó bị cái đờn nó bị rớt một cái là đời tôi xuống dốc không phanh. Thấy không? Đóng lại. Nãy mình nói giá cây này chưa ta? 225 đúng không? 225 triệu. Rồi xin chào tạm biệt anh em.